Sơn cả chưa Sơn? Em sắp có. Diệm có chưa Diệm? Diệm Vũ Lâm. Rồi các ở nhà hồi giờ có làm phần thu nhỏ nhỏ ở nhà chưa? Ngoài vọc chưa? Sơn có rồi đúng không? Rồi Sơn nói cho mình biết thử là ở nhà Sơn ấy, khi mà Sơn làm cái phòng thu thì Sơn cần có những cái thiết bị gì? Đầu tiên là phải có cái máy tính. Rồi tới cái màn hình. Rồi, hỏi trước cái là phòng thu nhà Sơn là phòng thu kiểu analog hay là digital hay là hybrid? Digital. Hỏi trước. Rồi thì nếu digital thì mình cần có gì nè? Máy tính. Rồi. Rồi sao cả. Rồi. Rồi một cái thiết bị để mà nghe kiểm tra. Rồi ok, còn nhà có phòng thu nữa không? Đó thì cái Sơn nói là nó đã gần đầy đủ rồi đó, nó đã khá đầy đủ về một cái phòng thu rồi. Cái này là cái gì? Cái laptop. Ở đây có một cái laptop không mọi người? Mọi người tưởng tượng đây là cái laptop nha. Laptop nha. Rồi thì cái Sơn nói á, là nó khá đầy đủ rồi. Các bạn có thể nhìn lên đây là mình đang setup một cái phòng thu cơ bản tại nhà nè. Đầu tiên ấy là các bạn cần phải có gì? Một cái micro, đúng không? Cái thứ hai ấy, cái này gọi là interface hoặc là sao cạc cũng được. Mọi người đều gọi là hay gọi sao cạc, nhưng mà các bạn thể gọi sao cạc interface. Máy tính thì phải có rồi. Đó, headphone, loa. Đó, còn có một cái nữa là controller. Cái này một tí nữa mình nói nó có thể có hay không cũng được. Nếu mà các bạn làm những cái effect mà nó ghê gớm á, các bạn xài cái này. Còn nếu làm những cái cơ bản thì không cần. Rồi. Đầu tiên, về micro trước ha. Cái micro này cầm đây. Nó khác với micro này, đúng không? Cái micro mình đang cầm nó gọi là dynamic micro. Và cái micro mà bên này hoặc là bên này người ta gọi là condenser. Nên mình viết ra ha. Cái gọi là dynamic. Cái gọi là condenser. Đúng không? Dynamic có nghĩa là sao? Có nghĩa là hai cái micro này nó sẽ có hai cái mục đích khác nhau. Và người ta sẽ dùng nó với những cái trường hợp khác nhau. Ví dụ micro này đi, là gọi là dynamic micro. Cái việc mà lấy âm thanh của nó vào cái máy tính á, nó sẽ được thực hiện dựa vào cái nguyên lý cảm ứng điện từ, là cảm ứng điện ấy. Và cái micro này các bạn thấy khi mình để xa như thế này, nhưng mình để gần mới nghe. Thì cái mic này mục đích của nó thường là dành cho diễn sân khấu live. Sân khấu live. Theo các bạn biết tại sao dùng cái này diễn sân khấu live? Đúng rồi. Đó, khi các bạn thấy á, trên một sân khấu live ấy, là theo kiểu là đàn, đóm, rồi guitar bass, xong rồi trống triết này nọ rất là nhiều, thì người ta sẽ dùng cái mic này để người ta hát. Nó sẽ bớt cái tạp âm ở bên ngoài đánh vô hơn, và làm cho âm thanh của cái mic nó sẽ được focus vào cái vocal hơn. Cho nên người ta dùng cái này. Và một cái lý do thứ hai nữa, nó hơi tế nhị chút xíu là nó bền hơn. Các bạn thấy á, hát trên live á, nước miếng, dân miếng từ lưa. Mic này không ăn thua, không nó chịu được hết. Cho nên là người ta sẽ dùng cái này để hát live tốt hơn. À, ai mà nhà sinh cung xong mà vô hát á. Ha, cái đây là dynamic micro. Cái tiếp theo ấy, gọi là condenser micro. Cái condenser này ấy, nó sẽ hoạt động dựa trên cái sự rung của cái màn rất là mỏng ở trước cái micro này. Các bạn thấy có nhiều ca sĩ ấy, khi mà cầm cái mic hát, cầm cái mic mà hát hát theo kiểu quay MV ấy, mà các bạn biết cầm cái mic như thế này. Sai. Mọi nha. Ví dụ ai có diễn, ai có đi xuống ảo cầm mic này hát là thằng bại nha. Vô bóc phốt là ráng chịu á. Thì ấy, cái mic này á, nó không phải là bắt được bắt ở trên này, mà nó sẽ bắt ở phía trước của cái này. Nó sẽ có một cái màng bông, các bạn thấy cái màng bông không? Đó, thì khi các bạn hát ấy, nó sẽ là các bạn cầm như thế này nè.
Và một cái đặc trưng của cái mic condenser ấy, nó sẽ rất nhạy, nó sẽ cực kỳ nhạy và nó sẽ bắt những âm thanh nó cực kỳ chi tiết. Ví dụ như hồi bên phòng thu mình, bên khi mà phòng công ty mình nằm ở bên địa phương phu á, lâu lâu thu có tiếng chó sủa ở dưới, là đang thu nhưng tự nhiên trong trong sụt nhưng có tiếng chó sủa. À, bên địa phương phu tại vì ở gần đó là có quán nhậu á, cho nên chó nó hay lãng quan lãng quan. Ở trên lầu 2 nha, thu âm tự nhiên có tiếng chó sủa ở dưới, anh giờ nó muốn bóp cổ con chó luôn. Đó, cho nên ấy là khi mà các bạn thu á dùng cái mic này nhưng mà nó bị một cái nhược ưu điểm cũng là nhược điểm luôn là nó bắt rất nhạy, cho nên là cái độ nhạy, cái độ mà chi tiết âm thanh nó bắt vô nó sẽ rõ ràng hơn, nó sẽ chi tiết hơn, nó sẽ trung thực hơn so với các bạn xài micro này, được không? Đó, cho nên là một cái thứ hai nữa, micro này nó rẻ hơn, nó sẽ không có mắc bằng như ông kia, tại vì ông này là ông nó chuyên dụng và xài cho phòng thu này nọ, thì cái mic này nó sẽ thường là mắc hơn rất nhiều. Đó, rồi mọi người cho mình hỏi một câu ha, nếu như mà mình lấy cái mic này mình thu âm được không? Được đúng không? Điện thoại còn thu được mà, đúng không? Đó, thì có nghĩa là mặc dù là nó chỉ xài cho live, nhưng mà nếu mà các bạn trong những một số trường hợp mà bất khả kháng, hoặc là một số trường hợp các bạn cần cái kiểu âm thanh nó kiểu như vậy, thì các bạn có thể dùng cái này các bạn thu âm vẫn được, không vấn đề gì hết. Những chương trình ví dụ là Diễm Hát Việt nè, Việt Nam Idol nè, những chương trình mà hát mà diễn live á, người ta vẫn lấy cái suột này, người ta mix, người ta làm học kỳ như thường. Cho nên là các bạn vẫn cái này dùng thu âm được, cái kia dùng hát live được luôn, nhưng mà nó bị một cái nhược điểm như này mình nói ấy. Nếu mà các bạn khắc phục được cái nhược điểm đó thì bạn vẫn dùng như thường. Mọi người có câu hỏi gì về hai cái này không? Rất khó, nó sẽ rất khó. À, tại vì lúc nãy anh nói có nghĩa là cái này nó bắt rất nhạy, cho nên là người ta rất ít khi dùng live và người ta sẽ dùng phòng thu nhiều hơn. Và nếu mà mình cái việc khắc phục á, nó sẽ gọi là nếu mà các bạn khắc phục được thì cái chi phí về khắc phục nó sẽ rất là mắc, và làm cho cái sụt khi mà các bạn làm hậu kỳ nó sẽ rất là khó, bởi vì nó dính rất là nhiều tạp âm rồi. Đúng, cho nên là cái này người ta thường dùng trong phòng thu rất nhiều hơn so với cái việc là dùng live. Và cái này người ta thường dùng live hơn nhiều phòng thu, nhưng mà cái này bởi vì nó không có cái nhược điểm kia, cho nên người ta vẫn dùng phòng thu được, với điều kiện là cái người đó phải đứng gần. Mọi người nắm được ha? Đúng rồi, về cái hướng nên nói luôn, có nghĩa là vậy. Các bạn thấy nó có hình trái tim ở đây nè, đúng không? Rồi bật cho mình cái C44 ở trên Google. Nó sẽ có một cái gọi là polar pattern. C414 á. À, AKG C414. Rồi. Các bạn thấy ấy, cái mic vừa rồi á nó chỉ có đây. Ở trong cái mic condenser, cái mic này nè, nó thêm có một cái vấn đề nữa mà các bạn cần quan tâm, nó gọi là polar pattern, hoặc là điểm bắt, hướng bắt của micro. Ví dụ như là cái micro này đi, nó chỉ bắt trước mặt thôi và nó bắt gần, đúng không? Nhưng mà đối với những cái micro condenser á, trong phòng thu ấy, bởi vì người ta sẽ dùng nhiều cái mục đích khác nhau. Ví dụ thu một người, thu hai người, hoặc là thu một dàn đồng ca, thì người ta tùy vào đó người ta sẽ có những cái cách bắt khác nhau của cái micro. Ví dụ một số những cái micro mà nó ở mức giá tầm trung thì người ta sẽ chỉ có 1-2 cái kiểu bắt thôi. Nhưng mà đối với cái mic này thì cái mic này mic nó khá mắc, cho nên người ta sẽ có được nhiều cái hướng bắt khác nhau. Ví dụ cái hướng này là hướng nó bắt vòng tròn luôn. Ví dụ các bạn để cái mic này, đúng không? 4-5 người đứng vòng tròn như thế này là nó bắt hết 4-5 người luôn. Đó. Còn nếu mà các bạn để cái chế độ như thế này là nó chỉ bắt ở trước cái mặt mic thôi, thì lúc này cái người đứng sau, ví dụ như là cái người đứng sau thì nó sẽ không bắt, mà nó chỉ bắt người trước đứng trước. Cũng như vậy, kiểu này thì nó sẽ bắt ở ngoài trước, nhưng mà nó sẽ không có bắt ngang nhiều. Hoặc là cái này đi,
là bắt ngoài trước và bắt ít ở ngoài sau, hoặc là cái này là bắt trước sau chứ nó không, còn cái này là bắt vòng tròn, đó là đứng vòng tròn luôn. Còn cái số 8 cuối cùng đó là chỉ đứng trước và đứng sau micro. Đó thì cái mic condenser nó sẽ có thêm một chức năng đó, và nó sẽ tùy thuộc vào cái mức độ về cái mục đích của các bạn mà các bạn sẽ dùng những cái thiết bị như thế nào. Vâng, ví dụ như cái mic này dùng cho home studio nhiều, hoặc là mic này dùng cho home studio nhiều, thì nó chỉ có một cái polar button là cái này thôi. Đúng không? Bởi vì ở nhà thì rất ít khi các bạn thu dàn động ca, và các bạn chỉ thu mình bạn thôi, cho nên là mình chỉ cần dùng cái này là đủ rồi. Mọi người nắm được ha? Rồi, tiếp tục. Vừa hát vừa đánh đàn, ok, rồi. À, có nghĩa là em muốn vừa hát vừa đánh đàn live, đúng không? Rồi, à, có nghĩa là vậy các bạn. Khi mà các bạn dùng những cái sao cạp mà các bạn dùng vừa hát vừa đánh đàn á, thì các bạn phải canh làm sao để mà cái phần, nó gọi là một cái phần gọi là... À, anh định không nói cái này đâu, tại vì nó thiên về kỹ thuật nhiều, mà anh sợ mấy bạn khó nắm được, cho nên nó gọi là một cái thông số gọi là signal to noise. Có nghĩa là cái tỷ lệ giữa cái âm thanh của các bạn muốn với âm thanh của các bạn không muốn. Đó, thì khi mà các bạn thu âm, hoặc là em tên gì ta? Lệ, rồi. Khi mà giả sử như Lệ muốn thu âm vừa hát vừa đánh đàn, thì chắc chắn cái phần đàn nó sẽ vào cái mic rồi, thì đúng rồi, đúng không? Nhưng mà mình sẽ căn chỉnh giữa, thứ nhất là polar button, cái thứ hai là cái mức độ gầm xa giữa cái miệng của mình với cái mic, làm sao để mà cái tỷ lệ giữa cái phần âm thanh của mình với cái tiếng mình không cần nó lớn nhất, nó khác nhau nhiều nhất. Thấy không? Cho nếu mà cái mic của mình đang để như thế này đi, các bạn để hát cái mic như thế này, rồi cái đàn các bạn để sát bên này các bạn đàn, là nó dính cả đàn với cả vocal rồi, và cái việc làm hậu kỳ sẽ rất khó. Mà các bạn có thể để một cái mic ở gần miệng như thế này, và cái đàn để đâu đánh đâu ở dưới, thì nó sẽ khó bắt hơn, khó bắt cái đàn hơn, và mình có thể mình dễ dàng mà làm hậu kỳ, mình có thể cắt được tiếng đàn đó được, mà nó không làm ảnh hưởng nhiều với vocal. Thì cái tỷ lệ giữa cái âm thanh mà các bạn muốn với các bạn, với âm thanh các bạn không muốn, hay gọi là noise, nó gọi là signal to noise. Được các bạn, ví dụ âm thanh mình muốn nè, âm thanh không muốn nè, nó nằm dưới này. Các bạn tưởng tượng đây là tiếng đàn, tiếng chó sủa, tiếng vỗ tay, tiếng gì đó. Còn cái giọng này là tiếng vocal của các bạn. Thì các bạn làm sao cho cái khoảng cách của cái giọng mình với cái tiếng mình không muốn nó càng nhiều càng tốt. Được. Cho nên cái lý do đó người ta muốn xài cái mic này dành cho live nè. Bởi vì cái đàn, cái độ signal to noise của nó rất tốt. Hát live nó sẽ không sợ dính những cái âm thanh bên ngoài nhiều. Đó. Ok ha. Rồi, tiếp tục. Đúng rồi. Cái mic này, cái ví dụ như là cái micro của mình này nè, là mình đang xài nó theo kiểu là nó trong cái dây này nó có luôn cái phần nguồn cho mic chạy luôn. Nhưng mà đối với những cái mic này, mic thu ở phần thu như thế này, nó phải qua một cái bộ nguồn 48V. Nhưng mà đa số những sao cạc hiện giờ nó đã hỗ trợ bộ nguồn đó rồi. Cho nên là nó thực sự là cái việc cần thiết để mua một cái bộ nguồn riêng thì cũng không cần. Vì các bạn nhìn thấy nó có sự 48V các bạn. Mở cái sao cạc của mình, cái phần sau á, phần sao cạc của mình.